Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả của Đại Kỳ Nguyên. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài bình luận có tiêu đề Đằng sau sự thay đổi thái độ đột ngột của Bắc Kinh đối với Israel. Chuyên gia cho rằng, để bảo vệ sự sống còn của mình, Hezbollah đã nhanh chóng từ bỏ đồng minh Hamas. Trung Quốc thấy rằng Hamas đã không còn giá trị sử dụng, giờ chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hezbollah nên cũng nhanh chóng thay đổi lập trường với Israel. Vào ngày 8 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã bất ngờ tuyên bố về vấn đề Trung Đông rằng những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel cũng cần được coi trọng. Đồng thời nói rằng hai dân tộc Ả Rập và Do Thái phải sống hòa hợp với nhau. Chuyên gia các vấn đề thời sự người Hoa Dương Uy cho rằng Trung Quốc chắc chắn không thực sự hy vọng Ả Rập và người Do Thái sống hòa hợp mà chỉ muốn xung đột ở Trung Đông tiếp diễn nhằm tiếp tục kiểm chế Mỹ. Ông Dương thấy rằng hiện nay lý do đằng sau sự thay đổi đột ngột này của Trung Quốc đã rõ ràng. Bộ ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng thay đổi giọng điệu. Vào ngày 8 tháng 10, cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc đã được khôi phục sau kỳ nghỉ lễ dài. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã được chuẩn bị trước để hỏi về cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mao Ninh đã bất ngờ đưa ra một quan điểm mới về vấn đề Trung Đông. Bà Mao Ninh tuyên bố, quyền hợp pháp về dân tộc của nhân dân Palestine cần được thực hiện, những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel cũng cần được coi trọng. Cuối cùng là đạt được hòa bình giữa Palestine và Israel, hai dân tộc Ả Rập và Do Thái sống hòa hợp với nhau. Nhưng ông Dương Uy cho rằng Trung Quốc luôn cố gắng gây rối ở Trung Đông và không ai tin rằng Trung Quốc thực sự muốn hòa giải giữa thế giới Ả Rập và người Do Thái hay sống hòa hợp Trung Quốc đã luôn đóng vai trò là người phát ngôn cho Palestine nhằm che đậy việc mình thực sự đóng vai trò phát ngôn cho Hamas và cố tình làm mờ danh giới, đánh đồng cuộc chiến của Israel với Hamas thành cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Nhưng Hamas là một tổ chức khủng bố và không thể đại diện cho Palestine. Trung Quốc chưa bao giờ lên án cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và khi thấy Hamas bị đánh bại, họ còn yêu cầu Israel dừng lại. Tuy nhiên, giờ đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại bất ngờ đề cập đến những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel cũng cần được coi trọng. Điều này có vẻ khá bất ngờ. Một số phóng viên nước ngoài đã chú ý đến sự thay đổi rõ rệt này và đặt câu hỏi Tôi muốn xác nhận lại bình luận của bà, khi bà bình luận nhân một năm xung đột Gaza vào ngày 7 tháng 10, bà có đề cập đến việc những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel cũng cần được coi trọng không? Về vấn đề này, bà có thể giải thích chi tiết hơn không? Bộ ngoại giao đã có bài phát biểu như vậy trước đây chưa? Tôi muốn hiểu rõ hơn về bối cảnh của phát biểu này. Bà Maung Ninh trả lời: Bạn không nghe nhầm, tôi thực sự đã nói rằng những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel cũng cần được coi trọng. Đây là lập trường nhất quán của Trung Quốc. Hai dân tộc Ả Rập và Do Thái phải sống hòa hợp với nhau. Để xác nhận sự thay đổi nhanh chóng thái độ của Trung Quốc, bà Mao Ninh còn đặc biệt nói, bạn không nghe nhầm, tôi thực sự đã nói. Nhưng bà ấy rõ ràng đã không nói thật, vì phát biểu này không phải là lập trường nhất quán của Trung Quốc trước đây, chưa hề có. Các phóng viên nước ngoài tất nhiên đã nhận ra sự khác biệt và nhanh chóng truy hỏi, đồng thời hỏi liệu Bộ Ngoại giao Trung Quốc có từng phát biểu như vậy trước đây không? Bà Mao Ninh chỉ có thể nói rằng đây là lập trường nhất quán của Trung Quốc. Các phóng viên nước ngoài cũng đã hỏi về bối cảnh của tuyên bố mới nhất này. Nhưng bà Mao hoàn toàn không phản hồi. Vậy bối cảnh có thể là gì? Tần Hòa Xã tiết lộ sự thật. Vào ngày 9 tháng 10, Tân Hoa Xã đã phát hành báo cáo với tiêu đề: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về tình hình Trung Đông. Các quốc gia lớn có ảnh hưởng nên thực sự phát huy vai trò xây dựng. Báo cáo trích dẫn từ cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng, để giải quyết xung đột Israel Palestine, điều cần thiết không phải là vũ khí và cấm vận đơn phương, mà là ý chí chính trị và nỗ lực ngoại giao. Các cường quốc nên phát huy vai trò của mình. Báo cáo cũng trích dẫn một câu hỏi khác liên quan đến việc Israel có kế hoạch thực hiện các hành động trả thù lớn hơn đối với Iran, mục tiêu có thể là các cơ sở sản xuất dầu, cơ sở hạt nhân và các mục tiêu chiến lược khác trong lãnh thổ Iran. Phía Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Israel. Người phát ngôn Mao Ninh đã phản hồi: "Chúng tôi phản đối việc làm gia tăng mâu thuẫn và mở rộng xung đột" kêu gọi các bên xử lý tình hình hiện tại bằng thái độ bình tĩnh, lý trí và có trách nhiệm, từ góc độ bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc có ảnh hưởng nên thực sự phát huy vai trò xây dựng, ngăn chặn tình hình thêm bất ổn. Hai câu hỏi này cũng là do các phương tiện truyền thông Trung Quốc đặt ra, vẫn thuộc loại tự hỏi tự đáp đã được sắp xếp trước và Tân Hoa xã nhanh chóng đưa tin. Theo ông Dương Uy, hiện tại Hamas dường như không thể tiếp tục gây rối, trong khi Hezbollah cũng đang gặp khó khăn trong việc bảo toàn chính mình. Rõ ràng, Trung Quốc không muốn Israel làm tổn hại Ebola và càng lo ngại rằng Israel sẽ nhân cơ hội này để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tần Hòa Xã cũng đã phát hành một bài viết mang tiêu đề Nhìn Thế Giới, Xung đột Liban-Israel Israel gia tăng tấn công, Hezbollah điều chỉnh lập trường. Bài viết cho biết, Hezbollah đã phủ nhận việc khả năng chiến đấu đang bị tổn thương nặng nề, đồng thời khi đề cập đến việc thúc đẩy ngừng bắn với quân đội Israel trong lãnh thổ Liban. Họ không liên kết vấn đề này với việc đạt được ngừng bắn ở giải Gaza. Điều này đã dấy lên sự suy đoán về việc liệu họ có đang điều chỉnh lập trường hay không. Hezbollah nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, đã bắt đầu kêu gọi ngừng bắn với Israel và công khai cắt đứt liên hệ với Hamas. Hezbollah buộc phải điều chỉnh lập trường và Trung Quốc cũng theo đó điều chỉnh lập trường. Bài viết vừa đề cập đến việc quân đội Israel tiếp tục ám sát các thủ lĩnh Hezbollah và gia tăng quân số, đồng thời đặt câu hỏi Hezbollah đang ở thế bất lợi Bài viết trích dẫn lời một thủ lĩnh Hezbollah, qua Qasem, nói rằng khả năng chiến đấu của Hezbollah vẫn nguyên vẹn, cấu trúc lãnh đạo vẫn có trật tự. Tuy nhiên, bài viết đặc biệt nhấn mạnh rằng lần đầu tiên lãnh đạo Hezbollah không đặt điều kiện tiên quyết cho việc đạt được ngừng bắn trong lãnh thổ Liban. Bài viết thậm chí còn trích dẫn lời của một người trong nội bộ Hezbollah rằng số phận của chúng tôi không thể bị ràng buộc với số phận của Gaza để bảo vệ sự sống còn của mình hezbollah đã nhanh chóng từ bỏ đồng minh hamas trung quốc thấy rằng hamas đã không còn giá trị sử dụng giờ chỉ có thể cố gắng bảo vệ hezbollah nhanh chóng thay đổi lập trường nói rằng những mối quan tâm an ninh hợp lý của israel cũng cần được coi trọng nói cách khác bắc kinh đang cố gắng thể hiện với israel rằng họ có thể từ bỏ hamas nhưng để đổi lấy sự tồn tại của hezbollah chỉ không biết liệu Bắc Kinh có chuẩn bị công khai cắt đứt với Hamas trong bước tiếp theo hay không. Trung Quốc không muốn trở thành cường quốc có ảnh hưởng. Như vậy, theo chuyên gia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vội vã đưa ra phát biểu mới rằng những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel cũng cần được coi trọng. Thực chất là để cứu vớt Hezbollah và cố gắng ngăn chặn Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Trung Quốc không thể hiện thái độ tích cực tham gia hòa giải mà lại liên tục kêu gọi các cường quốc có ảnh hưởng nên phát huy vai trò xây dựng. Trung Quốc luôn đứng về phía Hamas, Hezbollah và Iran, hỗ trợ họ tấn công Israel và gây rối ở Trung Đông. Điều này đã sớm khiến Israel tức giận. Giờ đây, Trung Quốc bị buộc phải đề cập đến những mối quan tâm an ninh hợp lý của Israel, nhưng cũng biết rằng Israel có thể sẽ không chấp nhận theo ông Dương Uy, sự thay đổi quan điểm của Trung Quốc thực chất giống như việc thay mặt Hezbollah cầu xin Israel ngừng tấn công, nhưng Israel dường như đã quyết định chuẩn bị đánh bại Hezbollah. Iran đã bắn 200 quả tên lửa vào Israel và Israel sẽ trả đũa. Các cơ sở hạt nhân của Iran có thể sẽ bị tấn công. Trung Quốc không thể ngăn cản sự trả đũa của Israel, chỉ có thể hy vọng vào Mỹ để ngăn chặn Israel Chính phủ Mỹ công khai không ủng hộ việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng cũng thừa nhận rằng Israel không đưa ra cam kết tương tự. Rõ ràng Trung Quốc đang rất lo lắng. Sau khi Iran bắn tên lửa vào Israel vào ngày 2 tháng 10, Bắc Kinh đã không phản hồi ngay lập tức. Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ đưa ra lập trường thông qua kiểu để truyền thông có sắp đặt đưa ra câu hỏi và Bộ Ngoại giao trả lời nhưng câu hỏi cũng không thực sự thể hiện quan điểm về cuộc tấn công tên lửa của Iran, mà chỉ kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc có ảnh hưởng phát huy vai trò xây dựng. Nhà bình luận Dương Huy nhận định, trước đây Trung Quốc rất vui vẻ định can thiệp vào các vấn đề Trung Đông và tự cho rằng đã gây dối thành công, kiềm chế Mỹ và các đồng minh của họ Tuy nhiên, không ngờ tình hình đã đảo chiều. Bắc Kinh nhận ra mình không đủ sức mạnh và buộc phải hy vọng vào Mỹ để ngăn chặn Israel tiếp tục tấn công Hezbollah và Iran. Ông Dương cũng cho rằng Bắc Kinh luôn thuộc trục đồng hành cùng các tổ chức khủng bố, lo sợ rằng thế giới sẽ không bình yên. Giờ đây họ lo ngại rằng Hezbollah và Iran sẽ mất giá trị lợi dụng, vì vậy nhanh chóng thể hiện tư thế rút lui giả tạo người Ả Rập và người Do Thái hiện nay nên thấy rõ hơn rằng Bắc Kinh chính là nguồn gốc đằng sau sự leo thang của tình hình Trung Đông. Nếu các quốc gia vẫn coi Trung Quốc là một cường quốc để giao thiệp, Trung Đông sẽ không bao giờ có được hòa bình. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại